Kính thưa chân linh hương hồn của ông Nguyễn Văn Inh, kính thưa gia đình Tăng Quyên, thưa ban tổ chức tăng lễ, cấp ủy chính quyền tổ dân phố cũng như toàn thể các vị khách quý gần xa đang có mặt hiện diện trên sân tang. Nhận được tin cụ ông Nguyễn Văn Inh đã nhiều ngày lâm trọng bệnh đau ốm, mặc dù cụ đã nhận được sự quan tâm chăm sóc hết lòng của vợ con các cháu, của các thầy thuốc bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu cụ không qua khỏi. Nhận được tin cụ đã tạ thế về với tổ tiên, như được sự thống nhất của ban tổ chức tăng lễ này có biến báo tới dịch vụ tăng lễ trọn gói hiếu hóa tại địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hôm nay dịch vụ tăng lễ chúng tôi về đây, trước tiên là xin gửi tới gia đình Tăng Quyến, tới toàn thể anh em con cháu của cụ lời chia buồn sâu sắc nhất, và xin được mang tiếng trống tiếng kèn, lời than tiếng khóc về đây để đỡ lời thay cho vợ con cháu chất, anh em nội ngoại về dâng lễ phúng viếng để gọi cụ trước ngày đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ giấc ngàn thu. Vâng, đoàn nhạc hiếu chúng tôi về đây để nâng giấc cụ Nguyễn Văn Inh về nơi an nghỉ cuối cùng. Kính mong sự chung tay giúp đỡ của gia đình cũng như ban tổ chức tang lễ hãy phối hợp cùng với dịch vụ tang lễ chúng tôi để tổ chức lễ tang cho cụ Nguyễn Văn Inh theo đúng tập tục tập quán của địa phương. Giờ này đây mọi thủ tục nhập quan phát tang cho con cháu của cụ đã xong. Đoàn nhạc hiếu cùng con cháu của cụ xin được nổi tiếng trống tiếng kèn để nâng giấc cụ. Kể từ giờ phút này cho đến khi đưa tiễn cụ về nơi an nghỉ cuối cùng, xin được nâng giấc cụ, cụ Inh ơi. Gia đình Bắc Vân cùng con cháu sang thắp cho ông nén nhang, cầu cho ông về quay vinh hằng an giấc ngàn thu. Ông phục hộ độ trì cho chúng tôi, cho con cháu ở lại có nhiều sức khỏe được bình an. Vâng, thắp nhang thăm viếng xong mời cụ cùng các bác ra bàn xây nước. Thay mặt gia đình xin cảm ơn. Gia đình anh em các con cháu của ông đây của con cháu và ông ở địa bàn Phú Lương về, thắp nén tâm nhang đôi lời xin vinh biệt ông, cầu trông về quay vinh hằng an nghỉ giấc ngàn thu, xin cúi đầu vinh biệt ông. Thay mặt gia đình cảm ơn các bác là con cháu của cụ ở Phú Lương thắp hương. Kính thưa chân linh hương hồn cụ Nguyễn Văn Inh, thưa gia đình Tăng Quyến, nay vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của cụ. Các gia đình tổ dân phố số 4 về thắp cho cụ nén hương này, nguyện cầu cho cụ về quay vĩnh hằng an giấc nghỉ ngàn thu. Xin vĩnh biệt cụ, xin chia buồn cùng Tăng Quyến. Cảm ơn các bác. Trở về thắp nhang viếng cụ xong mời các bác ra bàn xây nước. Thay mặt gia đình Tăng Quyến xin cảm ơn.